Đó, cho nên là nếu mà bạn nào mà đang có nhu cầu muốn sở hữu thì tranh thủ qua showroom để mà lấy hàng về. Ok mọi người, đây là chiếc BOX màu đồ mới luôn nha. Mình vừa review xong là khách qua khách mua liền luôn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người trở lại với channel của Thiên Vũ Audio và mình là Thông. Thì trước mặt mình đây là con BOX X1 Pro. Thì đây là một sản phẩm của dòng BOX và nó rất là hot. Từ khi mà sản xuất đến thời điểm hiện tại vẫn còn hot. Thì trước ngày hôm nay thì cũng có một số khách hàng đến hỏi mua sản phẩm này mà hiện tại thì chưa có hàng. Và ngày hôm nay thì Thiên Vũ cũng đã về một cái số lượng cũng không phải là nhiều về sản phẩm này. Nếu mà những anh chị nào mà đang có nhu cầu mà mua sản phẩm này thì có thể ngày hôm nay hoặc ngày mai thì có thể ghé đến Thiên Vũ để mà sở hữu cái sản phẩm này. Và hiện tại thì mình cũng thông báo luôn là hiện tại giá của sản phẩm BOX X1 Pro nó cũng đang lên. Và do tình hình dịch bệnh, cái vấn đề vận chuyển cũng như là sản xuất nó cũng khó khăn á. Cho nên là giá nó, giá thời điểm trước á là 14.490.000 trên một chiếc lo như vậy. Và hiện tại thì giá của nó lên cũng gần 17 triệu rồi mọi người. Và hiện tại cũng Thiên Vũ cũng đang có một cái chương trình hỗ trợ trả góp cho mọi người qua sản phẩm này. Thì nếu mà mọi người có nhu cầu mua trả góp thì mọi người có thể liên hệ đến số hotline để cho mấy bạn tư vấn cho mọi người. Và cũng giới thiệu luôn với mọi người, đây là một cái sản phẩm cũng vừa mới về bên Thiên Vũ. Đây là một chiếc túi thì dùng để đựng cái chiếc lo bô này. Thì chất liệu vải như mọi người thấy cũng rất là ok và dây kéo của nó rất là mượt. Và bên trong cái túi vải này thì đây mọi người thấy, mọi người giúp ra đây, okay, rồi. Đây bên trong có một cái lớp đệm như này thì mình sẽ giới thiệu sơ về cái túi vải này cho mọi người xem thôi, tại vì anh Vũ cũng đã làm một cái clip để mà giới thiệu cho mọi người chi tiết về cái túi như thế này rồi. Thì mọi người có thể click vào cái đường link mô tả để mọi người xem chi tiết về cái túi này. Đó, thì như mọi người thấy là bên đó hiện tại thì cũng đang chuẩn bị giao khách những cái sản phẩm như vậy. Thì giá hiện tại của một cái chiếc túi như thế này á là có mức giá là 1.700.000 một túi nha mọi người. Rất là tiện dụng và nó rất là rẻ so với cái túi của hãng, rẻ hơn so với túi của hãng. Nhưng mà chất lượng thì đảm bảo với mọi người rất là ok luôn. Đây, về da, về những cái thiết kế đường chỉ như thế này rất là tinh tế. Nếu mà mọi người mới chưa biết sản phẩm BOX X1 Pro này thì ngày hôm nay mình cũng giới thiệu sơ với mọi người về cái sản phẩm này luôn. Thì đây là một chiếc lo di động có kèm pin trong đây. Đó, thì khi mà mọi người sử dụng thì mọi người chỉ cần sạc pin trong vòng khoảng 5 tiếng thì mọi người có thể hát. Nếu mà theo thông số của nhà hãng công bố á, thì cái viên pin này có thể sử dụng đến 12-13 tiếng. Nhưng mà thực sự thì khi mà mọi người nghe ở âm lượng khoảng cỡ 30% thì nó có thể đạt được cái số thời gian như vậy. Nhưng mà nếu mà mọi người sử dụng mà hát karaoke ở âm lượng tầm 70-80% thì mình nghĩ là nó chỉ đáp ứng trong vòng khoảng cỡ 5-6 tiếng thôi. Nhưng mà với cái thời gian đó thì mọi người chơi cũng đã quá đủ rồi. Đó, thì cái viên pin của trong đây thì nó cũng có một cái viên pin rời cho mọi người. Cho nên là khi mà sử dụng mà mọi người muốn thay pin thì cũng rất là dễ. Và cái viên pin đó thì có mức giá đâu đó cũng tầm khoảng 3.2-3.3 gì đó. Ngoài ra đây là một chiếc lo vừa nghe nhạc vừa giải trí karaoke mọi người. Đây, mình quay cho mọi người đây. Ở đây mọi người có thể sử dụng là hai cái đường mic. Đó, hai đường mic để mọi người karaoke thì mình có thể chỉnh được những cái bass, chép, những cái reverb nè, effect reverb, bass chép và âm lượng ở trong đây. Rồi, mình có thể kết nối được, đây là một cái ngõ out thì mình có thể kết nối hai cái lo này chơi cùng một lúc được qua một cái đường layout vậy để mà hát karaoke. Còn đối với chế độ nghe nhạc á, mọi người sử dụng kết nối Bluetooth thông qua điện thoại thì mọi người có thể nghe ở chế độ stereo, có nghĩa là mọi người kết nối hai chiếc lo này hai bên. Mọi người có thể nghe được âm thanh stereo hai bên luôn thông qua app là BoConnect, rất là tiện lợi. Công suất của chiếc lo này là 120W. Cái cân nặng của nó cũng rất là nhẹ, xách lên thì thông số của hãng để là khoảng 6.8 kg mọi người. Thì nó rất là tiện lợi cho cái việc mà mọi người di chuyển đi du lịch, có thể hát hò vui chơi bạn bè, một chiếc lo nhỏ gọn như này. Đó, và cái chất âm của nó thì rất là ok. Thì một xíu nữa mình sẽ hát thử một bài cho mọi người nghe về cái âm lượng cũng như chất âm của chiếc lo này.
Nếu mà so với chiếc lo này, so với những chiếc lo kẹo kéo to thì mình nghĩ là sử dụng cái chiếc lo này thì nó khá là tiện lợi đó, về chất lượng cũng như là về thương hiệu của nó. Ok, thì đây là một cái clip mà mình muốn thông báo với mọi người là hiện tại Thiên Vũ đang có hàng, đang vừa mới về hàng. Thì mọi người có thể ghé showroom mua nhanh. Tại vì nhiều khi mình lên cái clip này 1-2 ngày thì số lượng hàng nó hết nhanh quá thì mình cũng không có hứa trước được. Đó, cho nên là nếu mà bạn nào mà đang có nhu cầu muốn sở hữu thì tranh thủ qua showroom để mà lấy hàng về. Ok mọi người, đây là chiếc BOS màu đồ mới luôn nha. Mình vừa review xong là khách qua khách mua liền luôn. Đó. Thì quay cho mọi người chiếc lo mới như này nhìn rất là đẹp luôn. Đó. Vừa mới bóc hộp ra xong luôn. Đó, mọi người thấy. Đây, hộp nó đây. Đó. Ok. Rồi. Thì mọi người thấy đây là cái sản phẩm rất là hot từ lúc mà mới ra mắt đến thời điểm hiện tại. Mặc dù là cái giá nó có lên nhưng mà có rất là nhiều khách hàng muốn sở hữu con này. Bây giờ mình sẽ hát cho mọi người nghe thử một bài để xem cái độ lớn cũng như là cái chất âm của chiếc loa này. Hướng về nhà là vào tim ta, dẫu có muôn trùng qua vẫn đối sao rời, nhà vẫn luôn là nhà. Lao vào đời mà kiếm cơm, lao vào để tìm cơ hội, thì thường lấp lánh, còn đêm thành thị thường trơ trọi. Như mọi đứa trẻ khác lớn lên muốn đi xa ngoài, nhà thì vẫn ở yên đó để những đứa con đang ra ngoài. Bước ra ngoài mới biết không ở đâu bằng ở nhà, biết có gì để mất trước khi sẵn sàng mở quà. Không phải là võ sĩ nhưng mà phải giỏi đấu đá, nhiều khi kiệt sức chỉ vì gắn giữ mình không xấu xa. Rồi lúc một thấy đồng cảm với mấy an tim, bước chân ra là sóng gió, chỉ có nhà mãi an yên. Ngoài cây phức tạp nhưng để má về dây mơ, về nhà đã có lúc cho phép mình được ngây thơ. Mọi người vào đau nước lên chiếc xe này, cho niềm hoài hào hứng xuống xuống những đêm ngày. Cùng dòng người trên phố mang sắc khu mày đào, tìm về nơi ấm mê. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa, thấm bát vang dây, nhà vẫn luôn chờ ta. Đường về nhà là vào tim, nhiều chó nhiều gà, nếu bạn nói con khó chịu và đến với gió trời hơn gió điều hòa. Về ăn cơm mẹ nấu, về mặc áo mẹ may, về đưa ba ra chợ mua cây đào cây mai về bày. Cả năm trời làm việc nhiều khi đã rời như cái máy, về nhà thấy áp lực nhẹ như bất cái thổi là bay. Ấm ơn hơi bếp lửa ngọt mùi hương lúa non, nhà vẫn luôn ở đó mong chờ những đứa con. Dẫu cho mưa cho nắng không bao giờ về nhà, hạnh phúc chỉ đơn giản là con được về nhà. Đi về nhà cô đơn, đi về nhà thành công, đi về nhà thất bại, đi về nhà mệt quá, đi về nhà mong lúc, đi về nhà chân vấn, đi về nhà không có việc gì, vậy thì đi về nhà không có việc gì, vậy thì đi về nhà, đi về nhà. Ok, và vừa rồi thì mình cũng đã hát thử chiếc lo này thì với cái công sức và mình có thể sử dụng hai chiếc mic để hát cùng một lúc như vậy. Thì đây là một chiếc lo đáng để mọi người có thể sử dụng để mà trong những cái bữa tiệc tùng hoặc là đi chơi á, thì mọi người có thể sử dụng mang theo để phục vụ cho cái nhu cầu giải trí của mình. Thì cái clip mình chia sẻ đến đây là hết. Thì nếu mà mọi người thấy hay thì hãy nhớ like, share, subscribe kênh YouTube của Thiên Vũ Audio. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những cái clip tiếp theo.